Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube chính thức của VN Review. Hiện tại thì ở trên bàn của mình đang có hai sản phẩm, chúng đều là những chiếc flagship vô cùng mạnh mẽ ở thời hiện tại. Bên tay trái sẽ là một đại diện đến từ Apple với chiếc iPhone 11 Pro Max, và bên tay phải của mình sẽ là trường hợp của chiếc máy đến từ Samsung mới được ra mắt thôi, đó là chiếc Samsung Galaxy S20+. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện một cái bài speed test nhanh giữa hai cái chiếc điện thoại này để xem đâu sẽ là chiếc điện thoại nó có một cái hiệu năng về tốc độ đắt áp cũng như là khả năng quản lý đa nhiệm nó là tốt hơn nhá. Rồi, điểm qua thông số về hai cái chiếc điện thoại này một chút thì cái chiếc Samsung Galaxy S20 Plus này của mình nó đang có con chip đó là Exynos 990. Đây là một con chip tương đối là mới và nó được trang bị lên những thế hệ dòng flagship trong năm nay. Chúng ta sẽ còn có một phiên bản chip Snapdragon khác, nhưng mà tại thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ chỉ có cái con chip đó là Exynos 990 này để sử dụng mà thôi. Phiên bản máy mà mình đang cầm ở đây thì nó sẽ có cái mức RAM đó là 8GB với bộ nhớ trong ở mức đó là 128GB, và nó đang được chạy ở phiên bản Android 10 và One UI là 2.1. Bên phía của chiếc 11 Pro Max này thì chúng ta sẽ có con chip rất là quen thuộc Apple A13 Bionic. Dữ liệu RAM ở trên chiếc điện thoại này nó sẽ là 4GB và hiện tại thì nó đang ở iOS 13. Ok, đó là toàn bộ những cái thông tin về hai cái chiếc điện thoại này và cái chiếc Samsung Galaxy S20 cộng này của mình. Mình đang để nó ở cái độ phân giải màn hình đó là Full HD Plus với cái tần số quét đó là 120Hz, vuốt cho nó mượt đấy mà. Thì ok, đó, bây giờ mình sẽ xóa hết tất cả các ứng dụng chạy ngầm đi này. Cái này thì hơi nhiều. Rồi, hoàn toàn là không có bất cứ ứng dụng nào chạy ngầm rồi nhá. Và cùng với đó thì mình cũng sẽ để nó ở chế độ máy bay luôn các bạn ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là khởi động lại cả hai cái thiết bị này. Với chiếc iPhone thì mình sẽ phải tắt nguồn nó đi và sau đó sẽ khởi động lại. Còn với bên phía của chiếc S20 cộng này thì mình có thể restart nó luôn. Và rồi, cả hai chiếc điện thoại của chúng ta thì đã đều là clean hoàn toàn luôn. Đây, không có bất cứ ứng dụng nào chạy ngầm này. Cả hai máy thì vẫn đang để ở chế độ máy bay, không kết nối với bất cứ mạng wifi hay là sim internet nào cả. Và rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cả 13 cái app mà mình đang để ở đây. Chúng ta sẽ có 8GB RAM ở bên phía của chiếc S20 Plus. Còn bên phía của iPhone 11 Pro Max thì nó sẽ chỉ là 4GB thôi. Thì bên nào sẽ giành chiến thắng đây? Bắt đầu nhá. App đầu tiên sẽ là AnTuTu. Wow, tốc độ vào phải nói là hết sức đáng nể. Ở cái app AnTuTu này đến từ phía Pro Max, chúng ta sẽ có điểm số AnTuTu ở đây chênh lệch nhau cũng không đáng kể và có thể nói là xấp xỉ nhau rồi. Bên phía iPhone 11 Pro Max thì CPU nó sẽ nhỉnh hơn một chút, còn GPU của nó thì cũng gọi là xấp xỉ, nhưng mà theo như điểm số chấm ở đây thì nó sẽ là thấp hơn. Tức là hiệu năng của hai chiếc điện thoại này thì gần như nó sẽ là xem nhau luôn đấy, bởi vì thực ra hai cái chiếc điện thoại này đều là flagship rồi mà. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với app camera đi. Ở đây mình sẽ chuyển nó sang cái chế độ chụp pano này, còn ở bên phía của S20 cộng thì chúng ta sẽ để nó ở chế độ quay video. Thì thực ra cái app camera này mình cho vào thêm để cho nó có thể là mất đa nhiệm ở trên bên phía của chiếc Pro Max mà thôi, bởi vì là giới hạn đa nhiệm mà mình đã test của chiếc Pro Max nó sẽ là 12 ứng dụng. Nên là cái app camera đó thì về tốc độ ấy, thì cả hai máy vào khá là tương đương nhau, mình sẽ tính là hòa. Rồi, đây cũng là một cái app nó tương đối là nhẹ thôi. Chúng ta sẽ đến với app tiếp theo đó là Zombie Tsunami. Ok, bên phía của chiếc Samsung Galaxy S20 cộng nó đã vào trước rồi này. Bây giờ sẽ đến luôn với app tiếp theo, Jetpack Joyride. Với những cái chiếc điện thoại mạnh mẽ như thế này thì thực sự là chúng ta sẽ cần phải có rất là nhiều app cho một cái bài speed test như thế này. Và trong bài này thì mình để là 13 app, mình nghĩ như vậy là đủ. Và vừa rồi thì Jetpack Joyride bên phía của chiếc S20 cộng nó đã vào trước rồi. Bây giờ sẽ là Candy Crush Saga. Lại là một phần thắng nữa nghiêng về cái chiếc S20 cộng. Tốc độ load thực sự là rất ấn tượng. Subway Surfer nào. Ok, ở trong phần này thì bên phía của chiếc Pro Max nó đã giành chiến thắng. Tốc độ của cả hai máy đều thực sự rất là nhanh. Chúng ta sẽ đến với Magic Tidal 3. Có vẻ như là S20 nó sẽ giành chiến thắng này. Đúng là như vậy rồi. Tốc độ của hai máy vào thực sự là hết sức đáng nể luôn. Smart Hit thì sao đây? Đó, các bạn nhìn thấy không?
chỉ một chút thôi là cả hai chiếc điện thoại của chúng ta đã vào được rồi. Thời gian chênh lệch thì chả đáng kể là bao luôn, nó chỉ rơi khoảng chưa đầy một giây thôi. Cả hai máy đều có tốc độ thực sự rất là tốt. Temporan 2, một chợ tựa game mà load tôi rất là lâu ở trên bất cứ điện thoại nào. Nhưng mà phía của S20 các bạn nhìn thấy không? S20 Plus đúng hơn, nó vào thực sự rất là nhanh luôn. Tốc độ rất đáng nể. Cái điều này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chuẩn đọc bộ nhớ ở trên cái chiếc S20 này, nó thực sự rất là tốt. Cộng với đó con chip cũng có CPU rất là mạnh nữa. Shadowfire 3 thì sao đây? Có vẻ như bên phía S20 cộng nó lại vào trước rồi các bạn ạ. Ồ không, như vậy là bên phía của Pro Max nó đã vào sớm hơn. Chỉ một chút mà thôi. Một pha lật kèo. Tựa game cuối cùng sẽ là Aspa 8 này. Và các bạn có thể thấy là bên phía của iPhone vào rất là nhanh luôn. Ok, ở cái màn hình này thực ra là bên phía Aspa 8 của iPhone nó đã vào trước rồi. Thực ra là cái màn hình này của iPhone 11 Pro Max thì nó đã vào cái tựa game Aspa 8 rồi. Nhưng mà ở đây mình chưa đăng nhập vào ấy, nên là nó mới hỏi như thế này thôi. Chứ thực ra là cái màn hình này là nó đã load xong rồi các bạn nhé. Thì ok, phần thắng vừa rồi có vẻ như là S20 cộng thắng thì phải. Mình sẽ để kết quả lên trên màn hình bởi vì vừa rồi mình cũng đúng lúc trợn mắt luôn nên là không nhìn rõ. Thì ok, chúng ta đã có thể thấy được sức mạnh khi mà load app của chiếc Samsung Galaxy S20 Plus nó là như thế nào, và thậm chí là nó còn có phần nhỉnh hơn so với cả chiếc iPhone 11 Pro Max. Nhưng mà bây giờ với cái khả năng đa nhiệm của 8GB RAM trên nó thì iPhone 11 Pro Max có thể nào mà có cửa thắng so với cả 4GB RAM được trang bị hay không? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng được biết. Đây mình sẽ show cho các bạn xem. Tất cả các app thì vẫn còn đây, mình chưa tắt đi này. Đó. Tổng cộng là 13 app. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào về cái app đầu tiên, đó là AnTuTu đã. Ok, AnTuTu để xem bên này trụ được không này. Rồi, như vậy là nó vẫn trụ được. Lúc nãy là mình vào cái phần show CPU và GPU, nói chung là điểm chi tiết các thứ. Ok, như vậy là trụ được. Camera thì sao đây? Lúc nãy chiếc điện thoại này mình để chế độ nó là pano, còn ở bên này quay video thì bên này trụ được, ở bên này không này. Đó, như vậy là một điểm hơn dành cho chiếc S20 cộng. Traffic Rider này. Ok, mình đã nói rồi mà. Với 13 cái app thì iPhone sẽ không thể nào mà load được, còn 12 app thì nó vẫn trụ ngon lành. Và vậy là 2 điểm hơn dành cho chiếc S20 cộng. Zombie Tsunami lại thêm 1 điểm hơn nữa. Vậy là nó hơn 3 điểm rồi các bạn ạ. Jetpack Dry này. Ok, 4 điểm hơn. Ở Candy Crush Saga 5 điểm hơn rồi. Ở Subway Surfer nè. Rồi, cả hai máy trụ được. Vẫn duy trì ở khoảng cách là 5 điểm. Magic Tidal thì trụ lại được. Vẫn là 5 điểm. Smart Hit. Ok, cả hai máy đều vẫn trụ lại được. Khả năng đa nhiệm ở trên S20 cộng, tuy nó mới chỉ là ở những cái phiên bản phần mềm đầu tiên thôi, nhưng mình thấy là nó cho cái khả năng tối ưu tương đối là tốt. Cả về là CPU lẫn là khả năng quản lý đa nhiệm của nó. Ok, có vẻ như là ở những cái tựa game cuối cùng này thì cả hai máy đều có thể trụ lại được rồi. Shadowfire 3 không vấn đề gì. Aspa 8. Đó, như vậy là tất cả đều trụ lại được ở đây. Thì khả năng đa nhiệm của chiếc Samsung Galaxy S20 cộng nó sẽ tốt hơn khoảng 5 điểm so với cả chiếc iPhone 11 Pro Max. Và thực sự là như vậy đã là rất chênh lệch rồi đúng không nào? Và rồi, đó là toàn bộ video speed test này của mình trong ngày hôm nay. Không biết là các bạn cảm thấy sao về kết quả này? Xin hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.